hàng triệu chiếc đinh neo được hàn lên toàn bộ bản thép mặt cầu. Mỗi chiếc đinh neo có chiều cao 5 cm. Công nhân thay phiên nhau sử dụng máy hàn hồ quang để công việc được thực hiện khẩn trương. Mỗi phút, một tờ hàn gắn xong 4,5 đinh neo. Lưới thép cũng được gắn kiên cố trên các đinh neo, sẵn sàng đổ lớp bê tông siêu tính năng. Tại những vị trí đã đổ xong bê tông, được rải một lớp ni lông để chống thoát nước, giữ độ ẩm trong 24 giờ. Sau đó sẽ được bóc đi và nhà thầu sẽ dùng máy hấp nhiệt, hấp ở nhiệt độ 80 độ C để đạt được cường độ như mong muốn. Nhà thầu chúng tôi thì đang khẳng định được cái công nghệ của mình, mặc dù là một cái công nghệ đang được áp dụng ứng dụng đầu tiên của tỉnh của từ Tuyên Quang về ứng dụng vào trong nước, thì chúng tôi cho rằng đây là một cái công nghệ mới nhưng mà chúng tôi đã thành công trong cái vấn đề nghiên cứu và ứng dụng tại mặt cầu Thăng Long hiện nay. Tất cả các công đoạn đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy trình khoa học, bài bản, dưới sự giám sát của các tổ chuyên gia, tư vấn giám sát, đặc biệt khâu đổ bê tông, tính năng siêu cao. Để đảm bảo chất lượng thì tư vấn giám sát cũng luôn nhắc nhở các cái nhà thầu là tuân thủ các cái tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, cũng như nhất là cái công tác thi công hàn đinh neo và cái công tác thi công bê tông UHPC, đặc biệt là cái bê tông UHPC là cũng lần đầu tiên được thi công trên cầu Thăng Long. Thiết bị được sử dụng thi công là những máy chạm trộn để sản xuất hỗn hợp bê tông của hãng Saco nhập khẩu từ Đan Mạch. Thiết bị giải bê tông và bảo dưỡng hơi nước được nhập khẩu từ Trung Quốc. Toàn bộ công việc vận hành thiết bị đều do các kỹ sư và cán bộ kỹ thuật công nhân Việt Nam làm chủ. Thiết bị nhập từ châu Âu và các cái thiết bị thiết kế để chế tạo trong nước thì sẽ đảm bảo được các cái chất lượng thi công UHPC trên mặt cầu. Và thực tế trong 5 mẻ, 4 mẻ vừa rồi, 4 cái phân đoạn vừa rồi thì các cái đánh giá về chất lượng cũng như thử nghiệm về chất lượng đã chứng minh cái điều đó. Theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến thời điểm này, dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Với việc thi công 6 trên 36 phân đoạn, các nhà thầu đã tuân thủ nghiêm theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư. Sau một thời gian thi công, tôi cũng đánh giá rất cao, tức là tất cả các cái quy trình từ người công nhân đến cán bộ kỹ thuật giám sát vận hành máy đã làm rất thuần thục và đã rút ngắn được cái thời gian tổ chức thi công cho từng ô thi công một. Theo các chuyên gia, đây là công nghệ lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, nhưng đối với thế giới lại tương đối quen thuộc. Và nếu thành công ở cầu Thăng Long, công nghệ này hứa hẹn sẽ được nhân rộng áp dụng tại nhiều cây cầu khác trên cả nước.